mà không, em thấy bộ này vẫn hơi xấu quá. Đi gì cho mấy 50 ngàn hả? Cái này là cho thằng Nheo, đi 50 được rồi. 500. Hai cục sao bông? Hai cục sao bông? Trời ơi, 500 ngàn. Đóng vô mặt mày bây giờ, nè. Đi cho tiền mày nhiều nó hết hả? Nói Nhật là Nhật, bạn là bạn, mày hiểu chưa? Mày đi bằng cái tấm lòng, chứ không phải là mày đi bằng tiền, mày hiểu chưa? Mày mệt quá. Mặc cái này chịu không? Mày mặc mày hỏi tao. Mặc cái này chịu không? Nè. Ôi, coi coi. Gì? Mặc cái này chịu không? Mày đi sinh nhật mà mặc đồ này hả? Chứ sao? Mày nghĩ sao hả? Ở đó mặc cái gì cũng được mà. Mày đi sinh nhật mà mặc cái bộ đồ này hả? Mày nghĩ cái gì hả? Tại vì bộ này nó xấu. Mày quấn cái mền này mày đi. Mày lấy cái mền nè, ra trước lấy cái mền quấn vô rồi đi khỏi mặt. Màu hồng này. Khỏi mặt cũng được đó, mày khỏi mặt mày đi ra đường kìa. Mày nhìn mặc cái bộ đồ này nữa hả? Hả? Khùng hả? Khùng hả? Khùng hả? Khùng hả? Người kia nó tới cái tao coi coi. À, tao rút ra đây sẵn luôn nè. Nhiều duyên quá trời, mấy tài về coi. Để nó coi, điện nó tới đây, mày alo coi coi. Alo đi, đâu thằng nào đâu. Ok, hello mọi người đã trở lại với kênh của BBLog. Thì hôm nay mình sẽ cho Long Vy nha mọi người. Hôm nay mình mặc một bộ đồ rất là đẹp. Và mình sẽ nói với Long Vy rằng là mình đi sinh nhật. Mà sinh nhật này đặc biệt lắm nha. Sinh nhật có hai đứa thôi, là mình và một đứa con trai khác. Để xem phản ứng của Long Vy như thế nào nha mọi người. Mời mọi người đi theo mình. Ông Vy ông đang nằm trong phòng nha mọi người. Mình sẽ vô mình đặt máy quay nha. Mày làm cái gì vậy? Hả? Rồi hết hụt mà nói. Chơi đi sinh nhật nha. Sinh nhật gì? Sinh nhật của bạn. Đi đâu có đi đi, mệt quá, hỏi làm cái gì? Đi đây thật á. Đúng á, mình đi sinh nhật mình đi đi, hỏi tao làm cái gì? Đi tiền. Sinh nhật vô đây thì xin tiền. Đi cho tiền. Đâu ra hả? Kiếm cho đây sinh nhật mà không cho tiền thì ra đây. Mặc đồ đẹp á. Sinh nhật đẹp lắm. Mà không, em thấy bộ này vẫn hơi xấu quá. Đi gì cho mấy 50 ngàn hả? Chứ mày là cho thằng Nheo. Đi 50 được rồi. 500. Hai cục sao bông? Trời ơi, 500 ngàn. Đóng vô mặt mày bây giờ. Nè. Đi cho tiền mày nhiều nó hết hả? Nói Nhật là Nhật, bạn là bạn, mày hiểu chưa? Mày đi bằng cái tấm lòng, chứ không phải là mày đi bằng tiền, mày hiểu chưa? Đi còn hôm nó hô nó là 50. Tôi cũng nói còn đi 100 ngàn coi, tôi có 50 ngàn à. Con nít gì ở đây có đi sao bông bò bột không á? Nè, mua 2 xe cục sao bông lai bò. Trời ơi, vô đi quá à. Đi gì mặt mũi chứ để đâu. Cái mặt mũi mày để đây chứ đâu, không lẽ bỏ mày đường. Đi cho 50 ngàn rồi mặt mũi tôi giấu ở đâu. Tao lắm bây giờ nè, tao túi tao còn 200 lửa này mà lấy nhiêu hả? Lấy 50 đi. Đủ tiền xăng đi được rồi mà mày ai chở mày đi hả? Đến đó. Ồ, ghê ta. Ghê không? Con nào ạ? Không phải con. Với ai? Bạn. Tấm mày chết mệt gì không bạn không? Chị sinh nhật của nó mà, có hai đứa à. Có ăn sinh nhật không? Hả? Ăn sinh nhật không? Đừng có vô gì nha. Để nó sinh nhật của thằng bạn. Mới mời có hai đứa à, em với nó à. Tao giống mặt mày thôi. Hả? Đi nha. Mà cái bây giờ. Đi à, không cho tiền cũng đi nè. Bớt cái mỏ mà lại nha. Cái vậy à. Điều duyên quá à. Đi nha. Xong. Ôi, có gì làm sao tao mập mày quá. Em nói thiệt mà, với lại chút. Gì nữa? Em thấy bộ này cũng không có đẹp mấy nữa, hay đem đi lấy bộ khác đi thay. Đồ xấu quắc đi sinh nhật. Đồ xấu hả vậy? Yeah. Anh coi hai bộ này, bộ nào đẹp nha. Ừ, mặc gì đây, mặc cái này mệt quá. Mặc cái này chịu không? Mày mặc mày hỏi tao. Mặc cái này chịu không? Nè. Ôi coi coi. Gì? Mặc cái này chịu không? Mày đi sinh nhật mày mặc bộ này hả? Chứ sao? Mày nghĩ sao hả? Ở đó mặc cái gì cũng được mà. Mày đi sinh nhật mày mặc cái bộ này hả? Mày nghĩ cái gì hả? Tại vì bộ này nó xấu. Mày quấn cái mền này mày đi. Lấy cái mền nè, ra trước lấy cái mền quấn vô rồi đi khỏi mặt. Màu hồng này. Khỏi mặt cũng được, mày khỏi mặt mày đi ra đường kìa. Cái nhà mặc cái bộ đồ này nữa hả? Hả? Khùng hả? Khùng hả? Khùng hả? Tao giỡn mày hay cho mày cười. Thì đi sinh nhật mà. Sinh nhật. Mặc cái này đi không được hả? Sinh nhật. Sinh nhật của người ta chứ mày đâu phải là nhân vật chính đâu. Mày làm mày quan trọng hơn mặc đồ này. Tại vì sinh nhật này nó cũng không có đặc biệt mấy. Nó hai không đặc biệt ra, không đặc biệt mặc đồ này được rồi. Có hai đứa à.
sinh nhật hai đứa khùng. Em với thằng kia rồi nè. Dịch bệnh lắm đi sinh nhật. Dịch bệnh thì có hai đứa rồi sợ gì. Chị em đi nha. Lát nữa nó tới nó cứ kèm á. Hai. Cái thằng kia kìa, anh có biết thằng đó không? Nó tới đây nó bay đầu rồi. Đó là có không? Vô duyên quá anh ơi. Mặt mày. Tới sinh nhật chỉ có hai đứa. Thì tao mời đi sinh nhật đi tôi đây. Tao nhận mặt như mày hả? Thấy mà kêu nó tới cái coi tao coi coi. Ông ơi vô duyên. Mày kêu nó tới cái tao coi coi. Nè tao rút ra đây sẵn luôn nè. Vô duyên quá trời ơi. Tại vì vô đi. Nè ơi, điện nó tới đi mà alo kêu coi. Alo đi, đâu thằng nào đâu. Thằng đó tại vì nó nói là ha em đặc biệt nó mời có hai nữa. Được không? Mày đặc biệt không? Sinh nhật hai đứa không? Thiệt mà. Mày mặt như mày hả? Chứ hơn anh đi đám cưới đi sinh nhật là có gái gì cũng nói gì không? Có liên quan, mày sinh nhật gì sinh nhật hai đứa tôi giả. Chứ hơn anh đi sinh nhật có gái rồi hở đứa nó hở mặt đầu hở em cũng gái nói không? Gì, ai đâu có giận em thì em cũng không nói gì hết. Ủa mày bây giờ gái không? Thôi đừng có nhau duyên quá, người ta đi có mấy tiếng thì vợ rồi. Sinh nhật thì mấy tiếng thì có hai đứa. Thôi đi sinh nhật là cái đông là cũng phải 2 tiếng rồi. Ngồi ăn nữa. Tao vẫn mặt với mày vậy. Cái gì hoài vậy trời. Sinh nhật thì hai đứa đi mấy tiếng. Mày đi giờ này mà tối mày về hả? Thì đi chừng 9, 11, 12 giờ về chứ vậy. Gì? Đi chừng 11, 12 giờ về chứ vậy. Tao lắm mày bây giờ 11, 12 giờ không? À, trời ơi. Người ta mà anh nhặt món cho đây kỳ cục quá hả? Mày đi, mày bước cái chân ra khỏi đây cho tao chặt mày què cái giò đó nói gì đấy. Không có đi cái gì. Ủa, làm gì á? Tao nói gì đấy? Làm gì dữ hả? À? À, thì tao nói với nè ha. Vậy? Nhật gì hai đứa tao đóng vô mặt mày giờ nhật hai đứa tại vì nó mời chứ bộ hồi nãy nó mời em rồi em phải đi cho anh coi mày hư đỉnh đi cho tỉnh hiểu không ui mày đi cái chặt que cho em duyên quá à tôi mấy cái bệnh tôi phải đi á kỳ cục quá à tôi phải đi á tôi đi đó nghe tao vô mặt cho mày cái hả mày? Gì hoài vậy trời sao mày tôi đi mà sao mày đồ muốn đi sinh nhật mặt đầu này mày sinh nhật chỉ có hai đứa à hả hả mày tại vì anh nói là cái không, bộ không, không. Xấu nên em thay anh nói là bộ đồ này xấu nên em thay chứ bộ thằng đó tao nghe coi thằng đó nó anh biết thằng đó đâu nó biết tao không có gì tao biết nó còn gì hỏi chi tao phải hỏi được nó ở đâu nó xà lắm phút nào nó xà lắm không biết bán một cái là dở mồm nghe chưa ra để em ra khỏi cửa một cái ha tao nói ha dở mặt của he nè bước ra đi nè anh thấy bộ hồng hồng hay là bộ đen đẹp tao điện công an là bắt mày luôn cái gì không phải đợi mày đi sinh nhật đi sinh nhật có hai đứa mắc gì bắt giờ tao cho đi lại bình thường rồi tao điện công an là bắt mày luôn nè để em chọc thử cho xem coi anh thấy bộ này đẹp chụp cho tấm hình coi nè 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 chụp cho tấm hình coi mày tao đóng mày bây giờ với mặt mày hả mày để nó lên nhất định phải đi mà bây giờ mày trả lời với ơi lâu lâu xin đi sinh nhật có ông cháu mà không cho nữa nhiên mà chưa kỳ cục quá tôi nói rồi tôi đi rồi tôi phải đi á dù bây giờ hả dòng ba bảo táp rồi tôi phải đi hôm nay nhất định tôi phải đi bật mình nè lâu lâu á hả đi sinh nhật có một chút cũng không cho nữa tôi đi nha đi đó cái gì nói vậy trời lâu rồi xin đi sinh nhật cũng không cho nữa là sao mày ngồi xuống đây nè ngồi xuống đây nè cái cà na là cho tỉnh lại để mày khùng quá đây nè cái cà na nè cho mày tỉnh lại
lại. Em bị khùng quá à. Nè, ăn trái này nè. Nè, mày tao ấy giờ tỉnh lại. Đó, ừ vậy đó, cho mày tỉnh lại. Mày khùng mày ngáo hơn gì đó. Bà nói cha mày. Tôi nói gọi tôi mới đi á. Mệt mỏi nha. Đi à. Mấy bạn ơi, ông lấy chìa khóa ông phá cửa lại rồi mấy bạn ơi, ông không cho mình đi rồi. Thì cục quá lâu lâu xin đi sinh nhật có một chút mà không cho. Thôi mình xin clip tại đây nha mẹ mọi người ơi. Hẹn mọi người vào video lần sau nha. Tạm biệt mọi người.